Kính thưa quý vị, nói tiếp chương trình cho nhạc Việt Kiều hôm nay, Diễm Phúc xin mời quý vị cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Long Thảo. Ca khúc được mang tên Ngài Đã Đơm Bông. Và ca khúc này sẽ được thể hiện qua tiếng hát của Vũ Phong. Ôi tôi ngủ chín rồi hồi hồn đã ngỏ con đường nào sớm đến một dòng sông một dấu sông mà em vẫn thường đã ngồi gặp áo và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Sáng ngồi chiếm rừng hồi ngàn lá đổ con đường nào dẫn đến một hình quê một miền quê trời hằng nắng thu cần soi đá đời mưa về đời mưa về cho đóa đường bông buồn hỏi mình kẻ con đường nào con
tận biến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ xa tính cười sống làm bóng trắng trẻ vui đàn tàu sâu đường theo gió đông đường. Tôi sáng hồi mây trời đi hoài có gió con đường nào con đường nào sớm đến một ngày vui. Ngày vui đó bay chim sáo hù nhau về say tố mưa sẽ về mưa sẽ về gió đã đừng mong.